Hello, xin chào bạn. Video hôm nay Chi sẽ chia sẻ cách Chi vẽ tóc highlight phong cách anime đơn giản. Và Chi đảm bảo với bạn rằng dù trước đây bạn chưa từng cầm cọ hoặc bút để vẽ, nhưng sau khi xem xong video này, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự vẽ một quả tóc siêu đỉnh như trong video này luôn nha. Đầu tiên, bạn vào ứng dụng Ibis Pen và tạo một trang giấy mới. Sau đó, bạn dùng cọ Felt-tip Pen và chọn màu tóc mà bạn muốn vẽ. Chị sẽ chọn màu hồng. Bạn có thể chọn màu xanh dương hoặc màu đỏ cũng nổi bật lắm nha. Sau đó vẽ phong tóc mà bạn thích. Bạn có thể vẽ theo Chi là dễ nhất nè. Bước này bạn cứ làm suôn suôn thôi, không cần làm kỹ quá đâu. Tí nữa mình chỉnh lại sau nha. Sau đó bạn kéo chọn màu tối hơn một tí và tô xung quanh đường viền tóc tạo độ tối cho tóc. Sau đó, kéo chọn màu sáng hơn và tô vào giữa tạo highlight cho tóc. Bạn có thể tô màu ra ngoài giấy như Chi. Mình lưu màu lại, lỡ sau này có cần dùng mình cũng có thể copy màu nha. Sau đó vào công cụ làm nhòe hình ngón tay và chọn cọ hair. Bạn đừng tô lên tô xuống mà chỉ dùng bút kéo loang theo một chiều nhất định thôi để tạo ngọn tóc cho thật hơn. Nếu có lỡ làm loang xuống nhiều quá thì bạn kéo ngược bút theo hướng từ dưới lên trên lại là được. Nói gì thì nói chứ đoạn này bạn cứ tô sao cho vừa mắt là được nha. Làm loang màu toàn bộ phần tóc còn lại luôn nha. Lúc đầu bạn nhìn sẽ thấy hơi lem một tí nhưng yên tâm, tí mình làm loang đều lại là đẹp liền à. Phía bên ngoài tóc, bạn có thể tô loang phần ngọn tóc ra ngoài để nhìn cho thật hơn. Chị sẽ vẽ thêm một ít highlight ở phía đỉnh đầu. Bạn cứ làm highlight tóc theo ý thích là được. Hôm nay bọn mình thử trổ tài làm thợ nhuộm tóc xem sao. Sau đó, Chi sẽ vẽ thêm một layer ở phía trên và chuyển sang cọ tiếp pen hot. Bật chế độ làm mỏng đầu ngòi bút lên. Chọn màu tóc tương tự như lúc nãy. Chọn ngòi cọ nhỏ thôi nha và vẽ vài sợi tóc tu ra ngoài như trên video Chi đang làm nè. Sau đó bạn đổi sang các màu tóc còn lại và cứ vẽ ngẫu nhiên là được. Chị sẽ vẽ thêm vài sợi cong hẳn ra bên ngoài như thế này để nhìn tóc thật hơn, kiểu như mình đang cắt từng layer cho tóc vậy đó. Sau đó chị sẽ xóa màu bên ngoài đi cho sạch sẽ trang giấy nha. Bạn có thể dừng lại ở đây hoặc thêm một chút lấp lánh cho tóc sinh động hơn bằng cách tạo layer mới, chọn cọ màu trắng, chọn cọ glitter và chấm một tí lung linh trên tóc nữa nha. Vậy là xong rồi đó, quá đơn giản đúng không? Cùng xem lại thành quả bọn mình vừa vẽ nào. Đây là tóm tắt quá trình Chi vẽ tóc từ nãy đến giờ nè. Mình cùng xem lại nha. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp bạn ở các video sau. Nhớ ấn like và theo dõi Chi nữa nha. Bye bye.